Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng biết tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn, là thời điểm mà Diêm Vương cho khai mở cửa quỷ môn quan để cho các vong hồn, ngã quỷ trở lại dương gian, thăm lại cố hương và người thân. Trong tháng này, được dân gian cho là tháng xui xẻo, không may mắn. Có thể quý gia chủ tuổi Giáp Tuất từ đầu năm đến giờ, dù gặp phải không ít những chuyện không may, làm cho quý vị phải lo tâm, khổ tứ. Nhưng từ thời điểm tháng 7 âm lịch trở đi, đây sẽ là một bước ngoặt lớn về con đường công danh, sự nghiệp của quý gia chủ. Mặc kệ tháng cô hồn đen đủi thế nào, những người tuổi Giáp Tuất 1994 vẫn là một trong những con giáp có được nhiều may mắn, thành công trong tháng này, khiến cho những con giáp khác không khỏi đố kỵ, ganh ghét nhưng cũng phải nể phục bội phần. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ phân tích cùng quý vị về vận trình của những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch, xem tại sao họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tính cách của người tuổi Giáp Tuất mệnh sơn đầu hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để có thể tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy, cứng đầu và họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Giáp Dương Mộc gặp Bình Dương Hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bước sang tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Giáp Tuất vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, gia chủ tuổi Giáp Tuất sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để có thể giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang triển khai. Tháng này, tuổi Giáp Tuất sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Mọi người sẽ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Giáp Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tuất. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc,
phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể gây cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, nên công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú rắn dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Đặc biệt trong thời gian này, tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng 7 âm lịch, việc kiếm tiền của gia chủ tuổi Giáp Tuất không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực mâu thuẫn gia tăng khiến cho gia chủ căng thẳng, khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuôn mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hào của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chứ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tuất, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 7 âm lịch mà lúc tuổi Giáp Tuất sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian, tâm sức để giải quyết. Mọi người mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương, tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Giáp Tuất còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc, suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Hãy chăm chỉ tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kinh phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành
đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để cho tuổi Giáp Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cụm, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm thìn, nạp âm, trường lưu thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, từ ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp thìn, nạp âm, phúc đăng hòa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, từ ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bính thìn, nạp âm, gia trung thổ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Giáp Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, tức ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, tân mão, nạp âm, tùng bách mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, tức ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, quý mão, nạp âm, kim bạc kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, ất mão, nạp âm, đại khê thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.